Bạn gái chia tay em vì thời gian trước em dành nhiều thời gian kiếm tiền, không chăm sóc bản thân và mối quan hệ. Em hối hận, em không muốn chia tay, muốn sửa đổi bù đắp cho bạn ấy. Nếu là em, chị sẽ làm như thế nào? Chị cho em khai sáng với. Thứ nhất, chị muốn lặp lại cho những bạn nam nhớ nè, nếu em còn trẻ em không nên quá tập trung vào phụ nữ. Chị nói đến đây các bạn nữ sẽ buồn nhưng mà chị không có quan tâm, tại vì chị đang cho lời khuyên như những bạn nam. Em hãy tập trung vô sự nghiệp và em không nên thấy có lỗi khi em tập trung vô sự nghiệp. Chị nói ra ngay khúc này nè, giá trị của đàn ông nó tăng lên theo thời gian và giá trị của phụ nữ nó hơi bị giảm một xíu theo thời gian, tại vì tụi mình hơn nhau cái tuổi tác mà. Đàn ông càng già em thấy người ta càng chững chạc nè, người ta càng tự tin nè, người ta càng manly nè, người ta càng hấp dẫn nè, và người ta tự chủ về kinh tế và tài chính. Cho nên có nhiều bạn vô đây nói với chị em thấy đàn ông có vợ họ có một cái sức hấp dẫn lạ lắm. Em biết tại sao không? Tại vì bây giờ họ chững chạc rồi, họ có gia đình rồi, họ ăn mặc tử tế, họ nói chuyện cũng chững chạc hơn, không có nói ngu ngu sồn sồn như mấy thằng mấy lớn nữa. Họ đưa vô thẳng vấn đề và họ cho cái người phụ nữ kế bên họ cái cảm giác rất là chắc chắn và an toàn. Tại vì sao? Họ đã là chồng, họ đã là người có gia đình, họ đã là người có con rồi chẳng hạn, hoặc là họ đã là người đã từng trải, đã từng ly dị. Họ sẽ hiểu cái giá trị cuộc đời của họ kỹ hơn. Chị nói đến đây để những bạn trẻ mà bây giờ cho mới lớn mà hở xíu buồn, hở xíu khóc, còn hơn đàn bà nữa, khóc với chị nó: chị ơi tại sao em tốt như vậy mà mấy bạn nữ lợi dụng em, rồi mấy bạn nữ không có coi em ra gì, rồi mấy bạn nữ coi em là đàn ông tốt là lúc nào cũng sau cùng. Chị luôn nói với bạn đó là không, em phải mừng, tại vì mấy cái con mất dạy đó em cũng nên cho nó ra đi sớm. Em cưới gì chi ít bữa này em hầu em nuôi tụi nó chi cực vậy. Em có chọn vợ tại vì em là cái người đàn ông, là mẫu đàn ông lý tưởng, đúng không? Em lo kiếm tiền, em tìm hiểu để làm cho bản thân em tự tin lên, nam tính lên, gợi cảm lên, thì tự nhiên đàn bà nó đến à. Và đến lúc họ đến, bây giờ em có nhiều sự chọn lựa, bởi vì em đã có kiến thức, cái sự tự tin của em nó sẽ tăng lên. Cái sự tự tin của em nó đến từ cái việc em hiểu biết bao nhiêu điều, không phải là bởi trong túi tiền của em có bao nhiêu tiền. Nhưng tập trung vô sự nghiệp là điều tốt để cho em có một cái sự vững chãi, mà khi em ra đường mấy anh kia có thể cao hơn em 6 múi hay nọ. Chỉ có một cái video chị coi, cái hài của Jo Koy á, nếu mấy đứa hiểu tiếng Anh mấy đứa có thể coi. Cái anh đó người Mỹ mà gốc Philippines, anh có nói một câu mà: nếu như mà cái của quý của mày mà nhỏ á, thì hãy tập trung vô cái credit card của mày. Tức là nếu cái thẻ tín dụng của em dày thì em không lo gì hết á, em lo được cho người phụ nữ của em lo được cho họ vui vẻ. Chị đã nói rồi, nếu như chuyện tình dục của em mà em không có đẹp trai, em không có xấu múi, em không có này, nhưng mà em là người vui tính nè, em hài hước nè, em lịch lãm nè, em tử tế với cổ, em chăm sóc cổ nè, hai đứa tìm cách giải quyết cái nhu cầu tình dục của nhau nè, đi mua đồ chơi nè, rất là nhiều thứ để giải quyết gì đó, thì không có khó gì hết á. Nhưng cái quan trọng là em phải xây dựng cái tự tin đó lên bằng cái cách là mình phải nhận thức được người ta bỏ mình không sao hết, bây giờ mình có cơ hội để một đứa con gái tốt hơn đến. Hầu hết mấy bạn nam mà chững chạc mà ở cái tuổi mà bây giờ chị được gặp những cái người đàn ông á, họ đi làm á, đa phần họ quá khứ là như vậy, họ là theo kiểu là không có con nào bu hết á, cho nên thành ra là họ có thời gian để mà họ tập trung xây dựng sự nghiệp họ hơn. Và đến khi bây giờ họ sự nghiệp họ nhiều rồi, họ làm ra nhiều tiền, họ giỏi, thì bây giờ họ yêu lại thì họ có nhiều sự chọn lựa hơn những cái anh thanh niên ở cùng cái tuổi của họ, ví dụ như 30 mấy 40 mấy, bây giờ ảnh độc thân, ảnh lại tự nhiên đẹp trai với lại vừa vợ hơn những thằng 20 18 19, tại tụi nó làm gì có tiền. Họ 30 40 thì họ bắt đầu họ có sự nghiệp, cái tự tin của họ nó theo một cái kiểu khác, đó là anh có thể lo lắng được cho em, anh có thể chăm sóc được cho em, anh sẵn sàng để có một gia đình, anh sẵn sàng để làm những cái điều kế bên em như vậy. Thì cái lời khuyên của chị là đừng có suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện là người ta chia tay em, cái người phụ nữ không có đủ kiên nhẫn ở bên em, không có trân trọng em trong cái chuyện em đi kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp, không có ủng hộ em về cái điều đó. Đó là lý do tại sao universe, vũ trụ rời cái người phụ nữ đó ra để cho một cái người phụ nữ khác đến với cuộc đời của em, có giá trị về bản thân họ hơn, họ trân trọng những cái điều em làm hơn, họ hiểu được là em phải hy sinh để cho gia đình. Nhưng khi em gặp được cái người phụ nữ đó, em cũng phải giữ họ kế bên, em cũng phải trân trọng họ, em cũng phải yêu thương họ, chứ đừng có thấy cái người phụ nữ kiểu như vậy. Mà mấy anh này rất là mắc cười, gặp mấy cái kiểu phụ nữ tốt thì lại đá đi, xong rồi lại đi lựa mấy cái con cù bơ bắt bơ, xong rồi bắt đầu complain lặp lại một lần nữa. Nếu em gặp những cái vấn đề như vậy, đó là do cái tuổi thơ và ký ức của em trải qua một số chuyện nó dẫn đến cái hành vi của em ngày hôm nay, đó là em cứ yêu lầm người, em cứ yêu lộn người. Chị đã làm cái video chia sẻ về điều đó, em lại phải coi lại cái video kia của chị nữa. Tình yêu khi trưởng thành đẹp theo kiểu nào vậy chị? Nó có quyết liệt như khi còn trẻ không chị? Thứ nhất á, nếu như em hỏi câu này chắc chắn là em chưa trưởng thành, và khi em chưa trưởng thành để mà được cái tình yêu như người trưởng thành á, nó rất là khó để mà chị giải thích cho em được. Chị nói ví dụ chị đang ở Singapore, chị nói với em là ở Singapore á, nó có một cái khu vườn này nè, mà cái khu vườn nó rất đặc biệt, nó ở trong một cái công viên bự, và trong cái công viên bự đó nó có một cái đường cầu như là cái con xoắn ốc vậy á, cái em đi xuống phía dưới và em chụp hình lên trên rất là đẹp. Em nghe cái cách miêu tả của chị xong em nói ủa chị đang nói cái quái gì em chẳng hiểu. Có thể em lên Google em tìm cái hình đó, em tìm ra ra đó, nhưng em không có nhìn thấy nó bằng mắt thường, em chỉ nhìn nó qua cái trí tưởng tượng của em nhìn nó qua cái lăng kính của chị, tức là cái sự giải thích của chị, và em nhìn nó qua cái hình ảnh trên YouTube, cái hình ảnh trên Google. Thì đó gọi là cái gì? Lack of experience. Đó là cái sự thiếu trải nghiệm. Và khi em thiếu trải nghiệm thì những cái mà người ta có dạy cho em đến bao nhiêu đi chừng nữa, em cũng không thể nào 100% mường tượng nó chính xác được. Thì tình yêu ở cái tuổi trưởng thành nó cũng phải được em trải nghiệm thì em mới có thể nào mà hiểu được cái mà chị sắp nói. Thứ nhất, những người trưởng thành người ta suy nghĩ rất khác về chuyện tình dục và tình yêu. Họ không còn đặt nặng hai thứ chung với nhau nữa. Không phải là họ không trân trọng cái chuyện tình yêu nữa, nhưng mà họ rõ ràng họ hiểu được là tình yêu nó không có liên quan đến tình dục. Chị đã từng phân tích 4 loại tình yêu rồi. Cái thứ hai, người trưởng thành họ tôn trọng cá nhân rất nhiều, tức là cái người bạn đời của họ hay người yêu của họ, nếu người ta có cái sự hứng thú trong công việc, sự nghiệp, hay người ta giỏi một cái gì đó, một cái người partner còn lại phải tôn trọng cái điều đó và để cho họ được tự do làm cái điều họ muốn. Rồi cái kế tiếp đó là những cái người mà trưởng thành rồi á, thì họ có cái sự tự tin nó khác ở cái chỗ là họ có thể tự kiếm tiền được rồi, thì cái việc tài chính nó không có còn khó để mà giao tiếp với nhau. Họ sẵn sàng ngồi thảo luận với nhau về tiền, về tài chính, về vấn đề tương lai, về đầu tư, về kế hoạch, vân vân và vân vân, thì nó nhẹ nhàng hơn. Rồi cái kế tiếp, khi em trưởng thành rồi á thì em sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi em chọn yêu một ai đó. Nó gọi là fall in love by choice, not by chance. Có nghĩa là em chọn được yêu bởi vì cái sự lựa chọn của em, chứ nó không còn là chết cha, tình yêu sét đánh. Thì khi người ta trưởng thành, người ta không có yêu sét đánh nữa, người ta không có tin vô tình yêu sét đánh nữa. Người ta đủ khôn ngoan để hiểu được là mình phải gặp cái người này đủ lâu, mình hiểu người ta, mình thấy được cái xấu, cái tốt của họ, mình ở được với cái tốt của họ và mình cũng chấp nhận được cái xấu của họ, và mình chấp nhận được cả hai để mà mình ở với người này, và mình cũng sẵn sàng đón nhận cái tình trạng tồi tệ nhất, đó là họ thay đổi và họ đi với người khác. Và khi họ nói những cái điều đó ra, họ thật sự có thể làm được. Thì đó là những cái mà người trưởng thành làm được. Có quyết liệt như còn trẻ không? Câu trả lời của chị là tùy. Nó có thể quyết liệt cái thời kỳ đầu, tiếng Anh nó gọi là honeymoon period, tiếng Việt mình chắc là cái thời kỳ trăng mật á. Thì cái thời kỳ trăng mật hầu như nó có với tất cả mọi lứa tuổi, nó không cần thiết là em còn trẻ hay em già. Cái thời mà em nóng bỏng kiểu như từ 4 tháng cho tới 9 tháng cho tới 3 năm, đó là cái thời honeymoon period, là lúc nào cũng là anh ăn gì chưa, em nhớ anh, em nghĩ về anh có rảnh không, tối nay hôm qua em gặp anh nha. Đó là gọi là honeymoon period. Khi em qua được cái 3 năm đó rồi á, thì em bây giờ em gắn bó với nhau lại, nó không còn là cái mặn nồng như vậy nữa, mà nó sẽ qua một cái khác, đó là những cái cử chỉ nhẹ nhàng hơn, bình thường hơn, cứ im lặng mở cửa cho nhau, giúp nhau khiêng đồ nặng, rồi nấu ăn, rồi dành thời gian về sớm chăm con, rồi dọn nhà, rồi đi du lịch chung, rồi đến kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật dắt nhau đi ra ngoài ăn, rồi kỷ niệm, rồi tám chuyện. Đó là những cái mà đối với mấy đứa là kiểu người già, nhưng mà đó nó gọi là một cái tình yêu mới, gọi là tình yêu chín mùi. Tức là bây giờ em yêu một cách đầm thắm hơn, mặn mà hơn, sâu sắc hơn, tâm sự với nhau nhiều chuyện hơn là cái chuyện chỉ có lột đồ quất nhau, phải không? Thì đó là cái mà khi mà em trưởng thành thì cái điều đó nó dễ hơn. Còn đa phần mấy đứa trẻ tại sao nó yêu nhau, nó bỏ nhau nhanh vậy? Tại vì sau hết cái thời honeymoon period, hết cái thời kỳ mà tuần trăng mật rồi, nó đâu biết làm gì với nhau nữa đâu. Bây giờ nó chỉ muốn đem nhau ra xé nhau rồi sống giết nhau luôn thôi à. Thì khi em đủ chững chạc, em đủ trưởng thành thì em sẽ nhận thức được cái sự khác biệt đó, để em không có cái sự lộn xộn đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia NhiLe Foundation nè, tham gia NhiLe Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái like kế tiếp của Nhi.